Hôm nay với mương như dưới kinh của mình có một cái chùm rong đôi chuồng tròn quá trời đẹp cả nhà ơi. Đó, nó xanh dần mướt rượt nằm dài dưới nước luôn. Đó, để mình vớt về mình thả vô cái thùng nhựa rồi mình nuôi cá cho cả nhà xem tham khảo ha. Đó, rong này rong đôi chuồng đó, mấy video trước mình có quay đó. Hôm nay mình thấy cái đùm này quá đẹp rồi. Mình kéo mình vớt vô cả nhà. Đó, này thả vô mấy cái hồ thủy sinh ha, nuôi cá kiển hoặc là mình nuôi cá nhà con vật gì mình thả vô nó lọc nước rất là êm cả nhà. Đó, quá trời đẹp luôn nè. Đó, nó dài nữa không? Xanh dần cả nhà ơi, quá trời tươi luôn. Chút xíu mình thả vô cho mấy cái vèo ốc vèo cá mình. Còn một ít nữa mình bỏ vô cái thùng nhựa ha, mình nuôi cá chê. Mình nuôi cá chê rồi nữa mình nuôi một số cá khác nữa. Mình thì thích nghiên cứu lắm, mình nuôi mình có ao nhưng mà. Rồi bây giờ mình lấy một ít rong đôi chuồng mình cho cái vèo cá lồng gồng của mình nha cả nhà. Đây cái vèo cá lồng gồng của mình đây. Mình thả vô cho nó đã có cái cá nó rỉa ha, dưới nó có chỗ nó trú khi trời nắng được. Đó, nó nổi lên đẹp lắm cả nhà. Ở đây vèo cá lồng gồng nên cái thành lưới này mình làm bằng lưới nhỏ cả nhà. Tại cá lồng gồng mình bắt với sao vườn nó nhỏ dữ lắm luôn. Nếu mình làm cái lưới to như vậy thì cá nó chui ra được ha. Ở trong này có một mớ rồi đó, nhưng mà nó nhỏ quá khó thấy lắm cả nhà. Đó, mình mới thả thêm một chút ít nữa đó. Đó, cả nhà làm cái vèo mà bắt cá lồng gồng ở nhà phải làm cái lưới loại mịn mịn màu trắng này ha. Còn khi nào mình mua cá giống to chỗ chạy giống thì mình làm cái lưới cước to to hơn. Phía mặt trên này mình làm cái lưới lớn nè, có gì mình gãi thức ăn xuống dễ nè, mà nó cũng thoáng nữa.